Không biết món đồ xanh nướng này xuất phát từ vùng miền nào, nhưng mà Đô thấy cái món bánh này thấy là ngon lắm nha mọi người. Nếu như các bạn quan tâm tới công thức làm bánh đồ xanh nướng thì mọi người xem clip này của mình nha. Thì hôm nay Đô mua nửa cái đồ xanh về và ngâm nước khoảng nửa tiếng để cho nó nở ra lát mình dễ nấu á. Giờ Đô sẽ luộc đậu, đổ nước sắp sắp khoảng một mắt tay á là ok. Thì bây giờ Đô bật lửa lớn lên và nấu nó thôi. Bây giờ thì nước đậu xanh của mình nó nở bọt lên, các bạn vớt cái bọt này nha nha các bạn. Sau khi mà vớt ra xong thì các bạn thấy là nước nó cạn lại rồi. Bây giờ Đô sẽ tắt lửa và đổ nước cốt dừa vô khoảng 180 ml cốt dừa á. Rồi bây giờ Đô sẽ trộn đều. Các bạn nhớ sau khi mà luộc đậu nè, các bạn bỏ thêm ít muối nha. Rồi bây giờ Đô sẽ xay cái đậu này lên cho nó nhuyễn ra nha. Rồi nguyên liệu mình làm là 60 g bột mì, 60 g bột năng, 20 g sữa, 20 g bơ, 20 g sữa đặc và 100 g đường, 2 trứng gà, 2 ống vani. Bây giờ tôi sẽ đổ toàn bộ tất cả các nguyên liệu này vô chung nha. Và sau bây giờ tôi sẽ trộn đều nha các bạn. Sau khi trộn đều xong thì cho nó nhuyễn ra. Rồi bây giờ khi mà trộn xong rồi thì mình bắt đầu đổ 2 ống vani vô và đổ 2 chén bột vô để quậy đều nha. Rồi bây giờ bắt đầu Đô sẽ quậy cho nó bột với lại cái hỗn hợp nãy cho nó hòa tan với nhau, cho nó nhuyễn ra luôn nha các bạn. Rồi không có vấn đề mà lộn cộn bột này nọ, nó đánh nhuyễn ra luôn. Rồi bây giờ Đô chuẩn bị lá chuối để mà lót trải cái bánh nè. Thì dưới cái lá chuối này là một cái khay, khay nướng bánh á. Rồi bây giờ Đô đổ vô. Rồi trước khi nướng thì Đô chuẩn bị hâm lò trước, rồi sau đó Đô bỏ vô nướng. Mà lúc này Đô thấy cái bánh của mình nó chưa có chín vàng nha, cho nên Đô bỏ vô nướng thêm 10 phút nữa. Rồi bây giờ lấy ra thưởng thức thôi các bạn. Đô mời cả nhà dùng bánh nha. Đô chúc mọi người làm thành công nha các bạn. Bye bye.